Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Hồng Phúc rất hân hạnh được gửi đến cho quý vị và các bạn hồi ký Bến Thế Bình Dương, chuyện kể của cựu đại úy biệt cách dù Lê Đắc Lực. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua phần trình bày của Hồng Phúc. Phần 1: Ngưng bắn Sabel. Hiệp định Paris có hiệu lực lúc 8 giờ sáng ngày 28 tháng 1 năm 1973. Chưa đầy nửa năm, Việt Cộng vi phạm rất nhiều nơi, ở tất cả 4 vùng chiến thuật. Đây là cuộc ngưng bắn lạ kỳ. Ai ở đâu ở đó, không có ranh giới vạch ra bên này, bên kia để rút quân lui. Thành ra khu vực chiếm lĩnh mỗi bên loang lổ như hình sa beo. Người ta gọi ngưng bắn Sabel là vậy. Kiểu ngưng bắn như thế này chỉ làm lợi cho phe nào muốn vi phạm. Phía ta thì tôn trọng hiệp định đình chiến tuyệt đối, chỉ muốn ở yên cho xong, đem quân đánh lấn vùng địch đang tạm chiếm. Rất nhiều khi không được khen mà lại còn bị lãnh cổ, bị phạt oan uổng, bị phê phán là lòng nhiệt tình đối với đất nước, thể hiện không đúng lúc, không đúng chỗ. Việt Cộng thì khác, ngay từ đầu chúng đã có chủ trương vi phạm hiệp định, mục đích là giành dân lấn đất, gây khó khăn cho chính phủ và quân đội miền Nam. Trong cái khó khăn đó có đơn vị tôi gánh chịu. Vào ngày 1 tháng 8 năm 1970, binh chủng lực lượng đặc biệt giải tán, trung tâm huấn luyện hành quân Delta và tiểu đoàn 81 biệt cách nhảy dù sát nhập lại trở thành liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù. Chỉ huy trưởng là trung tá Phan Văn Huấn. Trải qua nhiều đại đội, tham dự nhiều mặt trận như Khe Sanh, A Sao, An Lão, Đắc Tô, Bình Long, trong chức vụ đại đội phó cho mãi đến tháng 6 năm 1972, tôi mới được bổ nhiệm là đại đội trưởng đại đội 4 biệt cách nhảy dù, thay thế đại úy Đào Minh Hùng. Kể từ đó, đại đội quân hành trên vạn nẻo đường đất nước, trước hiểm họa khủng bố, lấn chiếm, xâm lăng của bọn giặc Cộng và mặt trận giải phóng miền Nam, một công cụ của bọn chúng. Mùa xuân năm 1973, khoảng tháng 2, đại đội vừa hành quân truy lùng địch trong vùng phía Bắc, quận Tân Uyên thuộc chiến khu D trở về. Đang trong thời gian nghỉ dưỡng quân, huấn luyện, đồng thời ứng chiến ở căn cứ hành quân đóng tại trung tâm huấn luyện quân khuyển của quân đội Hoa Kỳ, bỏ lại ở Suối Máu, sát cạnh phi trường Biên Hòa, về hướng Tây Bắc, thì được lệnh của đại tá chỉ huy trưởng Phan Văn Huấn chỉ thị hai đại đội 4 và đại đội 1 sẵn sàng tham chiến. Ở xã Bến Thế thuộc quận Tân An, tỉnh Bình Dương, Việt Cộng đưa quân chiếm cứ và đóng chốt tại các vùng ngoại vi của xã. Đã một tháng nay, Bình Dương nằm sát nách Sài Gòn, khoảng 32 cây số, là nơi từ trước đến giờ địch thường tập trung quân ở các vùng bến cát, rạch bắp hay trong rừng Cù Mi để pháo kích, tấn công, uy hiếp tỉnh này và các quận, xã ngoại ô Tây Bắc Sài Gòn. Cùng với ý đồ giành dân lấn đất theo đúng chủ trương của chúng, chúng ngoan cố tấn công, bám trụ xã Bến Thế này. Một tiểu đoàn bộ binh của sư đoàn 5 cố đánh bật chúng ra mà không được. Bộ tư lệnh quân đoàn phải điều động tiểu đoàn 52 biệt động quân thay thế, cũng không cải thiện được tình hình. Bây giờ tới phiên 2, đại đội biệt cách nhảy dù chúng tôi, bộ tư lệnh quân đoàn 3 trình với bộ tổng tham mưu yêu cầu đích danh liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù hành quân giải tỏa vùng này. Vậy là hai đại đội 1 của đại úy Nguyễn Ích Đoan và 4 của tôi nhận lệnh lên đường. Đoàn xe GMC chở hai đại đội rời căn cứ hành quân ở Suối Máu hướng về thị xã Bình Dương. Xe chạy vượt qua thị xã trên quốc lộ 13 chừng 2 cây số, rẽ vào trái đi ngang qua xã Tương Bình Hiệp, tiếp tục khoảng 2 cây số nữa là cuối đường lộ đất thì đến chợ nhỏ xã Bến Thế. Chợ nhỏ nằm chắn ngang ngay ngã ba đường. Giữa ngã ba đường có một quán bán hủ tiếu Bình Dân của ông Chín Hương. Đầu sau lưng quán hủ tiếu là quán cà phê Vợt của chị Ba. Chợ nhỏ nằm dưới cái lõm đáy của ngã ba con lộ,
đã gọi là chợ nhỏ thì không lớn bao giờ. Chợ của xã, chợ chỉ nhóm họp từ sáng sớm tới 10 giờ trưa. Tại xã Bến Thế có vào khoảng 9-10 lò đường thủ công, nên mặt hàng buôn bán trao đổi chính là đường thẻ, đường cắt vàng, ngoài ra là những nhu yếu phẩm và đồ gia dụng. Từ chợ nhỏ, Bến Thế về hướng Tây Bắc trên 10 cây số là Rạch Bắp, Bến Cát, đi tốt lên nữa là Dầu Tiếng, những địa danh nơi chốn mà Việt Cộng thường hoạt động và giao tranh dữ dội với miền Nam. Bàn giao tuyến phòng thủ từ một tiểu đoàn bộ binh của sư đoàn 5 đang trấn giữ mặt Bắc chợ nhỏ, một sĩ quan nói với tôi: "Mục tiêu này khó nuốt lắm đó đại úy. Bọn chúng cứ ẩn núp trong vườn, ngoài ngõ, chả biết nhiều hay ít, mà hễ tụi này tiến lên là nó bắn rát quá, nên cứ án binh tại chỗ." Tôi không có ý kiến vì chưa nắm vững tình hình, không nói hay được. Dàn trải đại đội thành hàng ngang, kéo dài trên con đường đất nhỏ, từ chợ vào sâu bên trong các lò đường, gần giáp mé con rạch về hướng Tây, vừa đồng loạt vượt tuyến phòng thủ, băng qua các thửa ruộng khô, tiến lên hướng Bắc chừng 100 mét, thì bị bọn chúng quấy rối liền. Chúng bắn chóc chóc bằng AK-47 từ khắp các phía. Hạ sĩ Chánh, khinh binh, bị trúng đạn ở bả vai, không nặng lắm, nhưng phải tải thương. Tôi ra lệnh án binh, đào hầm, phòng thủ tại chỗ. Để nắm rõ địa thế trong hai khu vực trách nhiệm, sáng hôm sau tôi và đại úy Đoan xin trực thăng bay một vòng quan sát. Trở về, đại úy Đoan và tôi cùng có chung nhận xét: địa thế trống trải, cây cối vườn tược lưa thưa, nhà dân cách nhau khá xa, tấn công trực diện vào ban ngày hành dễ lộ, địch có thể phục kích bắn rẻ, cách tốt nhất là áp dụng sở trường đánh đêm. Nói xong hai tiếng đánh đêm, tôi và đại úy Đoan nhìn nhau cùng cười đắc ý. Trình kế hoạch và xin chỉ thị được đại tá chỉ huy trưởng Phan Văn Huấn chấp thuận. Vậy là ngay trong đêm nay, không chần chờ, hai đại đội, hai cánh quân, phía bên Tây, phía bên Đông sẽ xuất phát. Chờ đêm xuống, tôi đưa bốn toán khinh binh tiền sát đi trước, lần từng bước, từng gốc cây, khu vườn, từng nhà, tiến dần lên hướng Bắc, hướng đi lên Bến Cát, Rạch Bắp. Các trung đội tiếp bước đằng sau, khoảng cách luôn luôn là 100 mét, không gần quá, dễ bị động, không xa quá, không phản ứng kịp. Cứ thế, hai đại đội, hai mặt tiến gần suốt đêm trên cả cây số mà không thấy động tĩnh gì, không thấy địch đâu cả. Tôi suy đoán, có thể ban đêm chúng nó tập trung lại, ban ngày mới bung ra lập chốt. Gần sáng, đại đội đi qua một bờ đất, sát một thửa ruộng khô, rộng chừng một mẩu, có hai dãy tre cao, bao kín hai bên, tre trồng theo từng hàng dài, loại tre thân nhỏ, không phải để làm nhà, mà làm cán cuốc, xẻng, cán dao hay gậy gộc, gần giống như tre tầm vông. Tôi cho lệnh các trung đội tản vào hai bên các dãy tre, bố trí nghỉ ngơi sau một đêm thức ròng từ khi trời mới tối đến giờ. Nhưng thật bất ngờ, trung sĩ Cập Phong, tiểu đội trưởng của trung đội 2, trong lúc đào hố phòng thủ phía bên trong hai dãy tre thì bỗng bị tuột chân vào một cái miệng hố, trên mặt phủ đầy rơm rạ. Kinh nghiệm của một người sắc tộc miền Thượng Du và là một chiến sĩ biệt cách dù lão luyện, trung sĩ Cờ Phong biết ngay đó là một cái cửa hầm. Cờ Phong la lớn: "Hầm Việt Cộng! Hầm Việt Cộng!" Cùng lúc Cờ Phong trườn ra khỏi hố, chạy tháo lui về phía đồng đội. Các trung đội vẫn giữ nguyên vị trí, khu vực đã phòng thủ. Riêng trung đội 2 được tôi điều động tiến tới gần mục tiêu. Thiếu úy Lại Đình Hợi, trung đội trưởng, quạt một tràng đạn XM-16 vào miệng hầm rồi quát to: "Có đứa nào bên dưới? Lên ngay không thì chết." Xong anh ném một quả lựu đạn M-26, tiếp theo là mấy trái lựu đạn khói xuống hầm. Khoảng chừng 5-10 phút sau, từ dưới hầm có tiếng sội lên: "Tôi hàng, tôi xin hàng." Vậy là có 6 tên Việt Cộng lần lượt trèo lên, trong đám khói màu trắng đan quyện vào nhau và lan tỏa dần vào ánh sương mai. Cả 6 tên bị trói lại và hỏi cung ngay tại chỗ. Căn hầm nằm gọn trong hai hàng tre, dài 20 mét, rộng 4 mét. Lục soát phát hiện 4 xác chết vì lựu đạn.
Cạnh đó có kê 4 dãy giường tre và 2 dãy kệ lót bằng phên nứa, chứa đựng một số ít thuốc men và các y cụ. Đây là một trạm xá của bọn chúng. Bằng với sự từng trải chiến trường, tôi ra lệnh cho Trung úy Mã Thế Kiệt, đại đội phó cho các trung đội bung ra, lục soát dập theo bên trong 2 dãy bụi tre. Quả nhiên chúng tôi phát hiện thêm 2 hầm khác kế cận, tiêu diệt thêm 4 tên và bắt sống 5 tên. Tịch thu một số vũ khí, đạn dược bao gồm AK-47, CKC, trung liên nồi và vài ba bao gạo thực phẩm. Riêng về biệt đội 1 do Đại úy Nguyễn Ích Đoan chỉ huy, trong phạm vi trách nhiệm tổ chức phục kích, hạ sát 5 tên giặc Giao Liên, có lẽ đang trên đường trở lại căn cứ của chúng về hướng Bắc. Cuộc hành quân này không chỉ có 2 đại đội 4 và 1 đảm nhận, mà còn được thêm một lực lượng nhỏ hợp tác. Đó là trung đội Nghĩa Quân, do xã Mộc chỉ huy. Xã Mộc là xã trưởng xã Bến Thế, một chiến sĩ sát cộng dữ dội, rất can đảm và hết lòng với xã ấp và đồng bào. Phối hợp với trung đội, Nghĩa Quân gồm hầu hết là dân địa phương, chúng tôi có nhiều điều lợi. Họ rành rẽ địa thế, đường đi nước bước, nắm vững rành rọt nhà nào theo Việt Cộng, nhà nào không. Trong số họ cũng có một vài hồi chánh viên. Họ rất thông thuộc lối đánh và thói quen của địch, nên đã góp nhiều ý kiến hữu dụng đưa đến thành công này. Sau khi chiến lợi phẩm tịch thu được chuyển lên mặt đất, trong đó có 2-3 thùng thuốc men đủ loại, tôi không khỏi suy nghĩ. Số thuốc này phần lớn sản xuất tại Sài Gòn, một vài thứ là thuốc nhập cảng, không thể Giao Liên mua mà có nhiều được. Giao Liên chỉ mua được số lượng lẻ tẻ, ít ỏi, mua nhiều sẽ bị lộ. Vậy thì thuốc ở đâu mà địch dự trữ ở đây, ai bán cho địch, ai đâm sau lưng chúng tôi? Tôi không tàn nhẫn đến mức độ muốn cho bọn địch bị bệnh hay bị thương mà không có thuốc. Tôi chỉ nghĩ đến những ai đang sống yên ổn ở Sài Gòn, ở các thành phố lớn, vì ham lợi mà bỏ quên những người lính đang xông pha trận chiến hàng ngày hàng đêm như chúng tôi mà thôi. Coi như chỉ trong vòng 2 ngày, 2 đêm, 2 đại đội 814 và 811 diệt sạch gọn đám giặc thổ phỉ đã gây bất an cho xã Bến Thế từ bấy lâu nay. Trên đường rút về chợ nhỏ, đồng bào đổ ra đứng hai bên đường hoan hô và tặng nhiều thứ quà bánh, trái cây. Ở đây không có cô học sinh thướt tha áo dài trắng, choàng vòng hoa lên cổ, mà chỉ có những cô thôn nữ áo bà ba vui mừng, vừa đưa tay vẫy chào chúng tôi, vừa cúi đầu mắc cỡ. Tình quân dân như người ta thường nói, thể hiện trong dân chúng và chúng tôi một cách rõ ràng. Hòa bình rồi, đồng bào muốn yên ổn làm ăn, không còn muốn súng đạn. Sau những ngày cộng quân lấn đất giành dân, chúng tôi đã đem lại sự an bình cho mọi người. Sáng hôm sau, trong khuôn viên của trụ sở xã Bến Thế, Trung tướng Nguyễn Văn Minh, tư lệnh quân đoàn 3, quân khu 3, với sự tháp tùng của đại tá chỉ huy trưởng Phan Văn Huấn, đáp trực thăng xuống để ban thưởng huy chương cho các chiến sĩ biệt cách dù, cùng xã trưởng Mộc và trung đội Nghĩa Quân. Tôi đứng thế nghiêm, chào tay. Trung tướng tư lệnh bước tới gần, gắn lên ngực áo tôi tấm huy chương anh dũng bội tinh với ngôi sao vàng. Trung tá Vũ Xuân Thông đứng phía sau bên trái nói: "Thưa Trung tướng, Đại úy Lê Đắc Lực mới trình diện Trung tướng tuần rồi.